Hello các bạn. Các bạn chờ tí chút nha. Thầy ơi, thầy ơi. Hello em. Hôm nay thầy cho em xin nghỉ để em chuẩn bị em về quê. Ok em. Nhớ xếp lại video anh em cho thầy nhé. Dạ. Nhớ xếp lại video cho thầy nhau. Dạ vâng em, cảm ơn ạ. Chúc thầy năm mới ạ. Ok, chúc em năm mới ăn Tết vui vẻ. Vâng, em cảm ơn thầy. Nay thì chúng ta sẽ nghỉ sớm thôi, nghỉ trong đó thầy cũng phải về quê nữa. Bắt đầu quê dịch ở đâu ạ? À, thầy ở Thái Bình. Có gần quê em không? Em ở Thanh Hóa thì thầy ạ. Thế là cũng gần rồi, so với Hà Nội là gần hơn rồi. 16307. Đùa, mấy ông cốt back end kiểu gì mà đuật cả đi burger trên này đấy. Đuật cả đi burger.
Hôm trước là thầy có dạy về thằng Kobach này, sau đó là thầy cũng đã dạy về thằng Promise, đúng không các bạn? Cuối cùng là thầy cũng nói về phần Async Await. Rồi hôm nay chúng ta sẽ làm việc với thằng API nhá, đúng không các bạn nhỉ? API nó là cái gì thì đâu rồi? API các bạn chỉ hiểu đơn giản, không lòng vòng nữa nhé. Thì thầy sẽ nói sau. Đây. Đây các bạn thấy là khi mà chúng ta làm việc cái web hiện đại bây giờ ấy, thì nó tách ra hai phần là front end và back end, đúng không? Đây front end và back end. Thì back end của các bạn có thể là code bằng PHP hoặc là Node.js, còn front end thì các bạn có thể là dùng mobile hoặc là website. Nói chung là những cái gì mà hiển thị ra chúng ta có thể nhìn được ấy, thì đấy nhiệm vụ của chúng ta là front end. Thì bây giờ kết nối giữa hai thằng đấy thì chúng ta cần phải có cái gì? Đó là một thằng REST API. API thì viết API thì bây giờ có một vài kiểu. Thịnh hành nhất bây giờ thì sẽ là thằng RESTful API. Đó, nó sẽ là thằng REST API này. Nó là thằng ở giữa, sẽ là kết nối giữa thằng gì? Thằng back end và thằng front end. Các bạn muốn khi mà thằng client ấy, khi mà thầy yêu cầu các bạn làm, ví dụ như là chúng ta sẽ làm thêm bước sửa xóa bằng JavaScript, thì như thế là chúng ta đang gì nhỉ? Đang làm một front end. Chúng ta muốn thêm hoặc muốn bớt hoặc muốn xóa hoặc là muốn gửi một request thì lên server để chúng ta lấy được tất cả những cái dữ liệu trên database ấy, thì chúng ta cũng phải thông qua một thằng gọi là API. Nó sẽ cung cấp chúng ta những cái phương thức, được nhỉ? Những cái phương thức và cái đường dẫn của chúng ta để chúng ta có thể là truy cập vào API đấy. Get, post, put, delete. Đấy là bốn cái phương thức gọi là giao thức để chúng ta có thể, phương thức đấy chúng ta có thể là cho phép thằng frontend tương tác được với server. Trước đây các bạn học PHP thì các bạn thấy là chúng ta một phát là chúng ta ê chó từ thằng code server ra ngoài HTML, CSS, đúng không? Đúng nhỉ? Dự án một đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ không làm việc trực tiếp từ code server đấy nữa, mà chúng ta sẽ là làm việc từ JavaScript. Thì muốn tương tác được với server ấy, thì ngắn gọn thôi, thì chúng ta sẽ là đến với một thằng, chúng ta sẽ đến với thằng Axios luôn. Axios có một thằng mặc định của JavaScript, nhưng mà thôi chúng ta rút ngắn lại, cũng không cần nhất thiết phải có biết thằng đấy. Đó là một thằng thư viện Axios này, mặc định cũng có nhá. Các bạn lưu ý giúp thầy, mặc định chúng ta có một thằng fast API để chúng ta làm việc với đường dẫn API là file json này. Nghe cái dữ liệu mà chúng ta được trả về, các bạn thấy không? Dữ liệu chúng ta được trả về đó là thằng json. Json thì nó hoặc là thằng XML. Cái dữ liệu từ database chúng ta đổ về thằng client thông qua thằng RESTful API này. Đó là thằng XML hoặc là json. Thì phổ biến nhất bây giờ là thằng json này. XML thì cái thời của thầy còn hay dùng thôi, chứ còn bây giờ thì không dùng mấy nữa rồi. Giờ chỉ người ta tập trung vào thằng JSON này. Vậy thì khi các bạn làm frontend thì chúng ta có thể không cần làm web cũng được, ok nhỉ? Các bạn học frontend, các bạn có thể làm bên mobile cũng được. Các bạn chỉ làm mặt view của nó thôi. Còn khi mà chúng ta muốn lấy dữ liệu như nào đấy, chúng ta cũng không cần quan tâm là backend nó code bằng cái gì hết. Chúng ta chỉ cần cái gì nhỉ? Quan tâm là API mày cho tao là gì? Nghe cái thằng trung gian ở giữa. Ok, thì thầy ví dụ đoạn này. Chúng ta có một cái fake API này nha. Chúng ta không cần quan tâm server nó như thế nào, đúng không? Không cần quan tâm server nó code bằng ngôn ngữ gì. Chúng ta chỉ cần quan tâm là cái API nó trả về chúng ta là như nào đây. Đấy, đường dẫn là như thế này. Sau đó sụt chéo post. Thì các bạn thấy là khi truy cập vào đúng cái đường dẫn của nó với phương thức mặc định là phương thức get của trình duyệt nhé. Đây, phương thức get. Đấy, truy cập vào đúng cái đường dẫn đấy thì các bạn thấy là nó trả về dữ liệu chúng ta, đúng không? Đúng nhỉ? Và khi mà chúng ta truy cập vào đúng cái đường dẫn là post và có ID là như thế này. Đấy, phương thức get này thì nó sẽ trả về chúng ta là một cái sản phẩm. Ví dụ như 11 thì chẳng hạn này thì F5 vậy nhá. Chúng ta chỉ cần truy cập đúng đường này. Front end chúng ta chỉ cần truy cập đúng cái đường dẫn. Các bạn thấy là nó gì nhỉ? Nó trả về đúng cái phần tử luôn. Thay vì việc là trước đây chúng ta làm ấy có một cái gọi là chi tiết sản phẩm, đúng không? Chúng ta phải xử lý chi tiết sản phẩm nào là lọc sản phẩm rồi tính toán sản phẩm đấy nó có nằm trong mảng hay không, đúng không các bạn?
thì chúng ta không cần phải tính toán gì nữa. Chúng ta cần gọi đúng cái đường dẫn đấy là nó trả về đúng dữ liệu. Và việc của chúng ta là gì? Sâu ra ngoài, xong, hết. Easy game không các bạn? Front end nó là như thế đấy. Chứ nếu mà chúng ta có thằng PHP echo ra ngoài rồi thì câu chuyện nó lại thành đơn giản. Nhưng front end nếu giả dụ thằng back end nó thương các bạn ấy, thì nó mới xử lý như thế thôi. Còn không thì nó bảo tao có một mảng, mày thích làm gì với cái mảng đấy thì mày làm, thì ôi rồi ôi. Nói lại bắt đầu front end lại nhiều việc. Được chưa các bạn nhỉ? Nếu mà nó không lười thì front end nhẹ nhàng. Chứ nếu mà thằng back end mà nó lười, nó chỉ vứt cho các bạn mỗi cái mảng thôi, nó bắt các bạn xử lý cái mảng đấy thì đúng là các bạn cũng chết nhọc. Ok, thì bây giờ thì chúng ta tích hợp luôn vào trong cái thằng gì nhỉ? JavaScript chúng ta nhá. Đó là thằng là chúng ta sẽ vào thằng new list này đi. Đây đúng không các bạn? Đây là project chúng ta đúng không? Sao vẫn chưa có cái loop nữa thế nào nhỉ? Thầy chưa dạy các bạn lấy dữ liệu ra ngoài à? Alo. Nhưng mà đâu có rồi thì phải. Cái này cốt cũ của thầy sao? Vẫn chưa có bất kỳ cái gì nhỉ? Rồi, kệ nó đi. Bây giờ thì thầy sẽ sử dụng thằng một cài đặt một thằng gọi là Axios nhá, MPME Axios. Đây là một thư viện để chúng ta có thể làm việc được với thằng gì nhỉ? Cái đường link online này, cái đường link API này, nó cho phép chúng ta làm việc với thằng này. Dần dần thì các bạn sẽ hiểu ra thôi. Rồi sau khi cài đặt xong thì thầy sẽ vào thằng new list này. Import Axios from Axios. Ok. Sau đó thì thầy tiếp tục này. Nó đúng cú pháp của nó, các bạn có thể đọc trên doc của thằng thằng này. Đây là có một cái example là diễn giải rồi nha. Là khi mà chúng ta truy cập vào đường dẫn user này có ID là 212456 với phương thức là get thì nó sẽ trả về cho các bạn một cái kết quả nào đó. Còn ngược lại là phone thì nó sẽ là catch. Có giống thằng promise không các bạn? Có giống promise không? Đúng không? Nó bản chất của nó là một thằng promise. À, ví dụ như là tạo ra một cái biến respond. Unrespond. Đó là theo kiểu async await luôn nha các bạn nhá. Đây là một cái hàm này. Sau đó const unrespond sẽ bằng gì? Await bằng axios.get phương thức get này. Đến cái đường dẫn của chúng ta. Đến cái đường dẫn này là đường dẫn API này. Đấy. Chúng ta muốn lấy một danh sách mà. Bây giờ chúng ta thử xem là console.log ra thằng respond. Và lại diễn giải ra là gì nhỉ? Chúng ta chờ thằng Axios nó lấy, nó dùng phương thức get này, nó lấy toàn bộ danh sách của thằng post đấy, lấy xong rồi thì nó sẽ gán giá trị vào thằng gì? Thằng respond. Vì thằng này mất thời gian mà đúng không các bạn? Buổi trước chúng ta học về promise, học về set timeout thì đã hiểu nó bất đồng bộ chưa? Đúng nhỉ? Thì thằng này sẽ mất thời gian này, vì nó tải đường link online. Phải chờ thằng này tải xong đã thì mới gắn vào thằng gì? Thằng này. Ok, chúng ta ra ngoài kiểm tra kết quả xem là nó ra cái gì. Ok, các bạn thấy nó trả về chúng ta một cái object đúng không? Nghe thằng respond này trả về chúng ta một object này. Trong object đấy thì nó lại có nhiều thuộc tính config, data, header, request, status gì đó. Chúng ta chưa cần quan tâm những cái thông số khác mà chúng ta chỉ cần quan tâm là nó có một cái thuộc tính tên là data. Thế vậy thì khi mà chúng ta muốn lấy tất cả các giá trị mảng này thì chúng ta cần phải làm gì? À các bạn? Có phải là chấm data này không? Mảng chưa? Đúng không các bạn? Nó trả về một mảng rồi. Thế vậy thì việc của chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta sử dụng map giống như buổi đầu tiên thì dạy các bạn thôi. Đây. Respond.data.map. Đấy, tạo vòng lặp này. Thì trong đấy thì chúng ta sẽ có đây.
Này. Trong này thì chúng ta được trả về hai giá trị, đó là value và index item. Đặt là item nha, index. Dùng around function luôn. À rồi. Đó. Có roi nha các bạn nha. Nó return với cái gì? Thôi return chúng ta bỏ cái này luôn, vì sau dấu around return mà. Ta return luôn với cái chuỗi này. Các bạn, giờ việc của chúng ta là ra ngoài kiểm tra kết quả xem nó có hiển thị ra được cái gì không. Ok, các bạn thấy là nó đang trả về một cái object promise này. Thì vậy thì thằng nào gọi thằng new list này? Đây, thằng home đang gọi thằng new list. Mà thằng new list chấm render này, nghĩa là thằng phương thức này, thầy vô chuột ở đây, nó là một promise, đúng không? Theo như ví dụ hôm trước chúng ta học về thằng main rồi. Nếu mà một thằng này là một cái promise, đâu rồi? Đây, một thằng last script này là một cái promise. Chúng ta muốn load nó ra được thì chúng ta cần phải làm gì? Nên muốn chờ thằng này tải xong này. Cũng giống như câu chuyện là chờ cái thằng home này đang chờ cái thằng render tải xong. Thì phải có cái gì bạn? Wait đúng không? Wait. Ở đây thằng này chắc chắn là ơ sinh rồi. Chờ cái thằng new.render này tải xong. Mà thằng new.render này thì nó lại chờ cái thằng API này tải xong, đúng không? Vậy thì có thằng home là async rồi, chờ thằng này tải xong rồi. Bây giờ chúng ta thằng nào gọi thằng home, nó lại quay thằng main. Thằng main này thì các bạn thấy là .home.render. Bây giờ chúng ta sửa lại một chút nhé. Chúng ta sẽ không .render ở đây này, nên chúng ta chỉ cần truyền mỗi object thôi. Object này thôi. Trong này có phương thức render này. Object này có phương thức render này. Thế vậy thì có phải nó gắn giá trị vào thằng content này không? Đây thầy đang gọi thằng print này. Có phải gắn giá trị thằng content này. Vậy thì đoạn này phải là content.render. Đúng không ạ? Vậy thì content.render nghĩa là home.render. Đấy, nó là tham số mà. Home.render. Thì hôm đấy nó là một cái promise. Thế lại phải chờ cái thằng promise đã thì mới hiển thị ra ngoài được. Mà có await này thì phải có thằng gì? Cứ thằng nào render thì chúng ta phải nhớ nếu nó có async. Nếu có async thì chúng ta phải chờ nó đã. Ra chưa? Ra chưa các bạn? Xem nào, tiêu đề 1. Ồ, dữ liệu này có vẻ chưa đúng lắm. New list. Axios. Sẽ là toàn tiêu đề 1 thôi. Nó phải là Devin gì đó đúng không? Tin tức học tập này có vẻ như chưa đúng này. Tiêu đề 1. À, dữ liệu chúng ta đã thay đổi chưa? Đúng không? Chúng ta chưa thay đổi dữ liệu. Post.item chấm gì nhỉ? .img. Này chúng ta phải làm gì? Item chấm post, đặt post đi. Này chắc cũng chẳng cần index đâu. Post chấm execution. Được chưa các bạn? Đây thầy gửi code này nhá. Fetch các bạn lên trên GitHub này giúp thầy này. Đây nhá, thầy gửi lại cho các bạn này. Lên trên GitHub. Sau đó là vào cái repo của chúng ta. Đây. Vào đúng cái brand của chúng ta này. Đây là 501.07 đúng không? Đây, vào đúng repo. Và các bạn nhìn cái commit này này. Thầy có 4 commit tất cả, các bạn vào trong này thì các bạn sẽ xem được là cái commit vừa xong thì đẩy lên. Ok, file bên này là file cũ, file này là file mới này. Đầu tiên là thầy cài Axios, sau đó là file này là file gì? New list cũ này. Đây là file gì? Thầy đã cập nhật.
Các bạn có muốn copy thì nên copy nha. Được chưa các bạn? Những cái file nào đây? Main.z thì thay đổi những phần nào thì nhìn vào đây. Có hiểu các bạn? Hiểu vấn đề không nhỉ? Đúng vào file để chúng ta xem được chứ. Không biết tìm là nhiều khi dở lắm. Bật đúng một đống file đấy. Bật hết cam giúp thầy thế nào?
xong phần đấy chưa các bạn? Xong phần đấy cho Quỳnh, Xuân Thái. Và các bạn Trần Văn Giang, Nguyễn Văn Duy còn bạn nào chưa xong không? Để thầy đi tiếp nào. Alo, alo. Alo. Sao rồi thầy? Rồi, thì sau khi render xong thì chúng ta cũng copy luôn phần này nhá. Thế tạo một trang mới, đó là trang admin đi. Ấm admin, admin post. Nghe trang hiển thị ra, đi ra những cái bài viết đúng không, trong phần admin. Đây, copy này đặt vào đây. Ok, thì thay vì việc H2 này thì chúng ta sẽ là gì nhỉ, tin tức học tập à nhầm, quản lý để viết đi, quản lý bài viết đi. Thì phần này có vẻ là chúng ta sẽ đặt đổi table đúng không các bạn? Thì table chúng ta sẽ viết ở đây. DHTH. Ok. Body. TL. TD. 4. Số. Chúng ta có một cái HTML như này rồi, việc chúng ta sẽ là chuyển sang thằng admin post này. Rồi, vòng lặp của chúng ta chắc chắn là vòng lặp dành cho phần nào nhỉ, này đúng không, này đúng không ạ? Đó, thay đổi thành TD. Đoạn này sẽ là TR này. Đoạn dưới này sẽ là TD này. Vụ ảnh. TD. Đoạn này sẽ là TD này. TD. Và cột đầu tiên của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Đầu tiên của chúng ta sẽ là có index. 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 Một số thứ tự nào. Cột thứ hai chúng ta sẽ là href. Width 50 rồi. Title. Ok, description bộ đi. Chúng ta sẽ có những button. À, bộ như là delete. Tạo router cho nó đi. Sorry các bạn, chào các bạn. Bạn tạo trang này cho thầy đã. Bạn tạo trang này cho thầy.
Rồi sau khi mà chúng ta tạo được cái trang này rồi, rồi chúng ta sẽ là gì nhỉ? Tạo ra đường dẫn. Xin lỗi các bạn nha, ở nhà nó stress lắm các bạn. Ok, thì chúng ta sẽ phải tạo ra một cái router thế này. Ok, chúng ta sẽ tạo ra một cái news, admin news. Ok, các bạn làm quiz cho thầy nhá. Được không? Tập trung làm quiz cho thầy, thầy sẽ quay video thầy gửi cho các bạn sau nha. Sorry các bạn. Các bạn thông cảm với thầy nhá. Quiz trên LMS đúng không? Đúng rồi em. Cứ làm quiz đi. Xong rồi kiếm giao diện nào chuẩn bị cho bài assignment cho thầy. Được nhỉ? Gì? Thầy mở tất cả quiz rồi. Thì các bạn chuẩn bị cho thầy, hoàn thiện cho thầy cái bài assignment. Tuy rằng nó chưa có gì, thầy cần cái giao diện của bài assignment. Được không nhỉ? Chứ dạy này không ổn. Thằng nào cũng buổi cuối năm rồi. Chúng ta nghỉ tập trung vào làm mấy cái đấy cho thầy. Video thì thầy sẽ gửi link trên YouTube nhá. Mỗi một phần sẽ rơi tầm khoảng 5 phút thôi.
Thầy ơi, thầy xem bọn em cái quiz vậy à? Em không mở được thầy ạ.
Dạ thầy ơi. Thầy ơi, em thấy quyết năm chưa mở thầy ạ.
Cả cuối năm rồi thì thầy sẽ cho các bạn nghỉ sớm một chút nhé. Ok em nhỉ? Lần nào thầy cũng không dạy được. Rồi thì trong cái repository của thầy ấy, thì có một vài lớp mà thầy đã xong cái phần thêm bước sửa xóa rồi. Ok, thì các bạn có thể xem cái repo, cái brand của lớp khác cũng được. Hiểu thầy không? Rất nhiều lớp khác là thầy thấy là đi đầy đủ hết, thêm bước sửa xóa đầy đủ hết rồi. Thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút nhá. Được không, Jeremy? Dạ. Vâng, thầy ơi, thầy cho nghỉ sớm đi. Em đang ở bệnh viện, em mới về nhà. Sao lại bệnh viện về? Tại vì nhà em mất điện nên em phải vô bệnh viện em mất nhờ. Ôi trời. Quýt năm mà đến bao giờ vậy thầy? Gì? Đến mùng 5 thì... Quýt năm mà đến bao giờ? Mùng 5 thôi thầy. Giang này không làm lại đâu em nhá. Thầy ơi, quýt 5, quýt 6, quýt 7, quýt 8 của em còn không vào được thầy ạ. Em vào lại thử xem nào. Em không vào được. Thầy vừa mở thân... Hết rồi mà. Ê, được rồi thầy ạ. Ok. Ngáo hết cả người. Rồi thì buổi cuối năm thầy sẽ điểm danh full các bạn nhá. Được không nhỉ? Thì các bạn có thể dạ, vâng. Đến một chút được rồi. Chào các bạn nhé. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ nha các bạn nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Năm mới chúc thầy. Năm nay chỉ quan trọng nhất là phải giữ gìn được sức khỏe thôi. Ăn Tết cho nó ngon. Không còn đi cách ly ở nhà thì đau đầu. Rồi. Chào các bạn. Bùng nổ chắc chắn năm tới này sẽ bùng nổ rồi, có thể là chúng ta khéo được gặp nhau trong năm mới chứ nhỉ. Biết đâu ra riêng chúng ta học offline được gặp nhau. Sợ Covid lắm thầy ơi. Gì? Sợ Covid lắm thầy ạ. Sợ Covid thì thôi em ở nhà. Vâng, em sợ lắm. Thầy cũng sợ lắm, nhưng mà bây giờ bắt buộc đến trường thì phải đến thôi. Này, còn mà có đăng ký học ở nhà em đăng ký luôn, em không đến đâu. Ok, thế được rồi, các bạn có thể nghỉ rồi nhá. Chào các bạn nhá. Chú Hà, em đã xong được bài assignment cho em. Thiết kế giao diện hình như em còn cái admin thì chắc là chưa. Cái gì? Thiếu một chút. Assignment toàn bộ luôn nào thầy? Gì? Assignment 1 hay là assignment toàn bộ luôn? Thầy làm quá có khái niệm assignment 1. Ôi giời ơi, thế thì chưa xong này hết. Em còn khá là bận. Mới xong phần giao diện thôi. Ok, cố gắng đạt điểm 10 với thầy nhá. Em không hứng thú với điểm cao thầy ạ. Không hứng thú điểm cao à? Vâng. Trước giờ vẫn vậy, em có bảo em cố gắng lấy điểm cao đâu. Ok em. Vâng, em cố. Rồi, chào các bạn.